Thưa quý vị liên quan đến vụ việc ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án với 20 đối tượng tội giết người và hai đối tượng với tội danh là cố ý gây thương tích. Đây là một trong những nội dung quan trọng được lãnh đạo Bộ Công an thông tin tại hội nghị giao ban báo chí lần thứ 2 năm 2020 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại hội nghị giao bàn báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quan cho biết, sự việc tại Đồng Tâm có diễn biến phức tạp từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là sau khi thanh tra chính phủ công bố kết quả ra soát kết luận thanh tra của thanh tra thành phố Hà Nội vào tháng 7 năm 2019. Cũng theo Thứ trưởng Lương Tam Quan, khi thanh tra chính phủ tổ chức đối thoại với người dân để thông báo kết luận giả soát thì ngày 25 tháng 11 năm 2019, số người ở tổ Đồng Thuận gây mất trật tự trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm chửi bới những người phát biểu ủng hộ, tin tưởng với kết luận của thanh tra, dùng lời nói vũ lực đe dọa các đại biểu phát biểu ủng hộ. Số này giáo diết chuẩn bị phương án, vũ khí để chuẩn bị chống đối. Họ có ý đồ bắt cán bộ, gây cháy nổ Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, gây cháy nổ cây xăng Đồng Tâm để gây tiếng vang với dư luận bên ngoài, đồng thời sẽ bắt giữ người già và trẻ em để gây áp lực với cơ quan chức năng. Ông Quang cũng cho biết, trước diễn biến trên, Công an Hà Nội đã nắm bắt tình hình, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, trong đó có lập chốt bảo vệ với mục đích đảm bảo an toàn cho người dân Đồng Tâm, khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Trong khi vào các chốt, tổ công tác bị các đối tượng trong nhóm, trong tổ đồng thuận tấn công bằng lưu đạn và bom xăng cùng nhiều vũ khí khác. Mặc dù đã dùng loa để tuyên truyền, nhưng nhóm đối tượng này vẫn manh động, tấn công và cố thủ ở nhà ông Lê Đình Kinh, Lê Đình Công và Lê Đình Trức. Trong quá trình truy đuổi đối tượng, một tổ công tác gồm 3 chiến sĩ bị rơi xuống hố kỹ thuật với chiều cao 4 mét. Ngay lập tức, các đối tượng đã đổ xăng và đốt các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kinh. Ông Quang cũng khẳng định không có chuyện đào hố trông, giải mảnh xanh như tin đồn. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Bộ Công an cũng công bố 3 chiến sĩ công an hy sinh là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Đại úy Phạm Công Huy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội. Tang lễ của ba liệt sĩ công an sẽ được tổ chức theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân vào ngày 16 tháng 1 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhiều tàu cá đóng mới theo nghị định số 67 của chính phủ tại Bình Định phải nằm bờ vì công ty không bán bảo hiểm. Mới đây thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo giúp ngư dân tham gia bám biển. Bên trước đó thì theo Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Định, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm PGCO được Bộ Tài chính chỉ định là đơn vị bán bảo hiểm cho các tàu cá ở tỉnh Bình Định. Tuy nhiên thì từ tháng 8 của năm 2019 cho tới nay, công ty này không bán bảo hiểm cho các tàu cá đóng mới như cam kết trước đây, với lý do là thời gian gần đây thì gia tăng đột biến các vụ tàu chìm bất thường, tổn thất toàn bộ nên Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm PGCO đang xem xét giải quyết các vụ tổn thất và tăng cường kiểm tra giám sát bảo hiểm theo quy định. Cuối năm 2019, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chủ trì tổ chức cuộc họp với tổng công ty cổ phần bảo hiểm BIZICO và các cơ quan liên quan để giải quyết bán bảo hiểm cho các tàu cá đóng theo nghị định 67. Tại cuộc họp này, lãnh đạo tổng công ty cổ phần bảo hiểm BIZICO cam kết sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế để xem xét và bán bảo hiểm cho tàu cá trong tháng 12 năm 2019. Nhưng đến nay, các tàu cá này vẫn không mua được bảo hiểm. Hiện tỉnh Bình Định đã có 38 tàu cá đóng mới theo nghị định 67 hết hạn bảo hiểm. Tàu cá phải nằm bờ, chủ tàu không thể ra khơi nên không có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng nên chủ tàu rất bức xúc, làm đơn kiến nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng.